ca sĩ Sơn Tuyền, vóc dáng thon gọn ở tuổi 63 và hôn nhân 48 năm không tỏ tình, không đám cưới. Ở tuổi 63, Sơn Tuyền không chỉ khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ bởi vóc dáng thon gọn, mà còn bởi mối tình bền chặt 48 năm với ông xã dù không đám cưới. Sơn Tuyền sinh năm 1960 tại Đà Lạt trong một gia đình có 15 anh chị em, mà Sơn Tuyền là thứ 8. Chị cả của Sơn Tuyền là ca sĩ nổi tiếng Thanh Tuyền. Từ nhỏ Sơn Tuyền đã đam mê ca hát và thường theo chị tới sân khấu, đứng sau cánh gà nghe chị hát và nhận được tràng bổ tay thắng thưởng từ khán giả, để rồi cũng thầm ước có một ngày mình được như thế. Sơn Tuyền từng có thời gian được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông hướng dẫn học thanh nhạc theo lời gửi gắm của chị gái. Tuy nhiên năm 1979, Sơn Tuyền theo gia đình rời Việt Nam đi nước ngoài định cư. Niềm đam mê ca hát của Sơn Tuyền cũng được chấp nối nơi xứ người từ những buổi gặp gỡ bạn bè cuối tuần ở các quán cà phê. Tiếng hát của Sơn Tuyền được nhiều người yêu mến và truyền tay nhau. Cô bắt đầu nhận được các lời mời đi hát. Cô là ca sĩ chính của một club với mức lương 70 đô trên một tuần, khoản tiền khá lớn cho đến thời điểm bây giờ. Ngoài hát club, Sơn Tuyền nhận show hát bên ngoài với giá cắt xê khá cao, 300 đô một số Năm 1988, Sơn Tuyền quyết định chuyển tới California định cư và theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Cô thành lập hãng băng địa riêng mang tên mình và phát hành một loạt CD như Anh, Thành phố Buồn, Nhật ký đời tôi với danh số tiêu thụ hàng chục ngàn bản. Từ những CD này, Sơn Tuyền nổi tiếng và được mời đi lưu diễn từ châu Âu sang Úc Châu. Có thời điểm, Nữ ca sĩ hát 14 show ở các nước khác nhau chỉ trong vòng 11 ngày với mức cát xê chóa ngợp 3.000 đô. Nữ ca sĩ cũng xuất hiện nhiều trên sân khấu lớn tại hải ngoại, các trung tâm băng địa lớn tại Mỹ. Cho đến nay dù đã 63 tuổi, nhân Sơn Tuyền vẫn đi hát thường xuyên trên các sân khấu ca nhạc ở khắp nơi. Sơn Tuyền vẫn giữ được vẻ trẻ trung, vóc dáng thon gọn và thường xuyên diện những trang phục gợi cảm mỗi lần xuất hiện được biết đã giữ vóc dáng như thời con gái. Mỗi ngày nữ ca sĩ đều dành 3 đến 4 tiếng ở phòng tập gym, đi bộ, tập các bà thể hình. Nữ ca sĩ chia sẻ, tuổi 63, tôi hát khỏe hơn cả hồi trẻ mà không cần luyện thăm mỗi ngày. Cuộc đời tôi vô thường, nhưng còn sống ngày nào, tôi phải giữ gìn sức khỏe để thể trạng như bây giờ. Sơn Tuyền và ông xã quen nhau từ lúc nhỏ ở Việt Nam. Họ tình cờ gặp nhau trong một buổi tiệc sinh nhật và cứ thế quý mến nhau rồi làm bạn sau này khi cả hai có dịp cùng sang mỹ định cư giúp đỡ nhau trong cuộc sống rồi trở thành tri kỷ rồi từ lúc nào về sống cùng nhà chung một mái nhà không ai nói ra nhưng cả hai đều biết tình cảm mà mình dành cho nhau nhiều như thế nào chia sẻ về cuộc tình này sơn tuyền từng chia sẻ trên tờ thanh niên đối với bản thân sơn tuyền thì cuộc tình này rất lạ như mắc nợ nhau từ kiếp trước là vì cả hai không một đám cưới diễn ra như những đôi tình nhân đến với nhau, không một lời tỏ tình anh yêu em hay hơn cả là một lời cầu hôn. Cả hai nhìn vào mắt nhau và tìm thấy sự thương yêu, tin tưởng và cứ thế sống chung một nhà hơn 40 năm qua, không còn một đám cưới cho đủ lễ. Dù vậy thì cả hai đều cho rằng đó là duyên số trời định nên nguyện theo ý trời và luôn sát cánh bên nhau dù buồn vui hay đau khổ. 48 năm bên nhau Nhưng vợ chồng ca sĩ Sơn Tuyền không sinh con Cả hai có nhiều sở thích chung như tập gym, đi bơi, nấu ăn Đặc biệt là các món chay Với lối sống khoa học và làm mạnh Ở tuổi 63, nhân Sơn Tuyền rất khỏe mạnh Nữ ca sĩ kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần Và không mắc các bệnh tuổi già như cao huyết áp, tiểu đường